Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát thực tế về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã đến khảo sát tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang, tọa lạc tại huyện Châu Thành. Hiện nay, bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 toàn tỉnh. Theo đó, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, có triệu chứng nhẹ và vừa. Đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 274 bệnh nhân COVID-19, có 73 trường hợp xuất viện. Bệnh viện tiếp tục điều trị cho 201 bệnh nhân COVID-19 còn lại. Đến kiểm tra về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 và các khu điều trị của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong công tác điều trị, tỉnh Kiên Giang phải sắp xếp lại tầng điều trị. Theo đó, F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ thành hai khu riêng biệt. Khu F0 không triệu chứng tập trung nâng cao đời sống thể chất và tinh thần cho người bệnh, cấp phát thuốc phù hợp để giảm tối đa tỷ lệ chuyển thành có triệu chứng. Đối với khu điều trị F0 có triệu chứng nhẹ và vừa, các lực lượng cần quan tâm điều trị, trang bị đầy đủ các hệ thống thiết bị y tế, một số loại thuốc điều trị để can thiệp, xử lý sớm, không để bệnh nhân chuyển nặng. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến kiểm tra công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Tại đây, Phó Thủ tướng lưu ý Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong công tác tiêm chủng vaccine và tuyệt đối phải đảm bảo an toàn. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang là đơn vị thực hiện nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và rất nặng. Vì vậy, cần phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại bệnh viện. Kiểm tra công tác quản lý cơ sở cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cơ sở cũ, hiện đang tiếp nhận cách ly tập trung 53 trường hợp COVID-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, việc thực hiện cách ly tập trung phải thực hiện nghiêm, đảm bảo an toàn. Đồng thời lưu ý tỉnh Kiên Giang phải tập trung quan tâm công tác quản lý cơ sở cách ly tập trung, chia nhỏ các nhóm đối tượng cách ly theo nhóm nguy cơ, siết chặt kiểm soát bên trong khu cách ly nhằm hạn chế lây nhiễm chéo trong khu cách ly.